em không mở nhạc thì người ta không nghe em, còn nếu mà em mở nhạc thì em không nghe người ta. Sao nghe người ta nói chuyện lơ luôn? Lơ luôn là cái gì anh? Là em lơ người ta hả hay là người ta lơ em? Sắp có cái cục người ta lơ em hả? Ừ, đúng rồi.